Hành động của Khanh Vân trên sân khấu nhường hoa cho nhà thiết kế nhưng bị chê kém tinh tế, không ngại cúi người chỉnh váy cho Lily. Trước sức hút của 71 thí sinh tại Hoa hậu Hoàng Vũ đêm trình diễn thời trang, Vina Woman Fashion Show đã nhận được rất nhiều sự chú ý. Trong số những mỹ nhân xuất hiện, cống hiến những màn trình diễn đẳng cấp, Khanh Vân cũng có mặt để hỗ trợ thí sinh tham dự. Trong đoạn clip về đêm diễn được chia sẻ, Khanh Vân đã dành nhiều sự quan tâm cho các thí sinh, tinh tế với nhà thiết kế. Tuy nhiên, người đẹp sinh năm 1995 vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Cụ thể, trong khoảnh khắc diễn kết show, các nhà thiết kế lần lượt xuất hiện để nhận hoa của khách mời. Khanh Vân và Ryan Võ nhận được nhiều sự chúc mừng từ bạn bè. Khi đó, nàng hậu thấy Vân Anh Scarlett đứng một mình, liền nhường bó hoa mình vừa được tặng để chúc mừng cho nhà thiết kế này. Hành động của cô nàng được nhiều người khen ngợi vì tinh tế, chú ý quan sát đến mọi người xung quanh. Tuy nhiên, không ít người cho rằng cô nàng thiếu khéo léo vì khi làm như thế sẽ khiến nhà thiết kế ngại ngùng hơn. Cộng đồng mạng liền lên tiếng. Nói thật, Khanh Vân như vậy đối với cô ấy nghĩ là tốt, nhưng thời điểm lúc đó không hợp. Làm như vậy trước mặt bao nhiêu người, họ sẽ cảm thấy ngại hơn thôi. Chỉ đang sượng, tại bên Khanh Vân với Ryan Võ người ta tặng hoa quá trời. Tính ra không cần tặng luôn á, tùy trường hợp chứ không phải tặng lúc nào cũng là khôn khéo. Khúc cuối người ta cười gượng rồi chuẩn bị đi cho chị đứng kế âm giúp kìa. Nói chung là người của công chúng là vậy, không thể làm hài lòng được tất cả. Chỉ cần nỗ lực, chỉ cần hết mình và chân thành với tất cả mọi người là được. Không ít lời bên vực Khanh Vân vì cho rằng cô nàng chỉ phản ứng theo tự nhiên khi thấy nhà thiết kế nữ đứng một mình, đó là sự quan tâm. Còn vấn đề khiến đối phương ngại ngùng khi nhận hoa, có lẽ nàng hậu cũng không nghĩ nhiều như vậy. Vì việc làm xuất phát từ ý tốt và diễn ra nhanh chóng. Trước khi diễn ra show Vina Woman Fashion, người đẹp cũng tự tay chỉnh sửa trang phục trong hậu trường cho các thí sinh. Nàng hậu còn xem những màn catwalk và chỉnh sửa dáng đi cho các người đẹp có phần trình diễn tốt nhất. Chưa dừng lại ở đó, Nguyễn Trần Khanh Vân còn thu hút nhiều sự chú ý khi cúi người chỉnh váy cho đàn chị Lily. Có mặt tại thảm đỏ sự kiện, người đẹp chuyển giới Lily khoác lên mình một chiếc đầm ánh bạc với chi tiết cổ yếm được cắt khoét tinh tế giúp phô diễn tòa thiên nhiên gợi cảm. Tuy nhiên, để có được khoảnh khắc ấn tượng nhất, người đẹp chuyển giới phải nhờ cậy hoa hậu Khanh Vân bung xõa tà váy giúp mình. Màn hỗ trợ nhiệt tình của cô em lập tức ghi điểm trong mắt quan khách tham dự sự kiện, nhất là khi nàng hậu đang mặc váy xẻ tà cao vẫn không ngại giúp đỡ Lily. Trong những chuyến thiện nguyện trước đó, khi đăng ảnh cùng các em nhỏ, Khanh Vân cũng tinh tế che mặt các bé. Cô cho biết bản thân nghĩ đó là sứ mệnh của mình, nàng hậu chính ít sẽ cố gắng làm cho đến khi nào không còn cơ hội được làm nữa. Có những cái thực sự rất khó với cô là bởi vì tất cả những em bé khi mà lên hình thì phải che lại hết, bảo mật, không được cho các em xuất hiện. Khi làm những dự án khác thì có thể có, nhưng hình ảnh rất đẹp đưa lên mạng. Nhưng riêng dự án mà Khanh Vân làm lúc ấy thực sự em phải giữ. Đó là một nơi phải bảo mật và kể cả khi bước vào ngôi nhà đó vẫn phải ký giấy không được đưa bất kỳ thông tin nào ra ngoài. Có thể thấy Khanh Vân tinh tế trong cách quan tâm mọi người, nhưng trong một vài trường hợp, cô nàng vẫn chưa nhận được lời khen vì gây tranh cãi. Giống như những gì nàng hậu nói, khi đăng quang, cô không có gì ngoài trái tim yêu thương. Thế nên những việc làm này cũng xuất phát từ tấm lòng, mà đôi khi những điều làm từ trái tim, người ta sẽ không suy nghĩ quá nhiều. Đăng clip, xem đi rồi biết.